Sau khi trải qua 120 phút thi đấu căng thẳng với Myanmar ở bán kết, thể lực của U19 nữ Việt Nam bị ảnh hưởng đáng kể trong trận chung kết giải U19 nữ Đông Nam Á với Thái Lan. Thầy trò huấn luyện viên Akira dù rất nỗ lực nhưng vẫn bị đối thủ lấn lướt trong phần lớn thời gian của trận đấu. Chỉ trong vòng 3 phút từ 70 đến 73, U19 nữ Thái Lan tung ra hai cú sút xa đẹp mắt để ghi liền hai bàn thắng, dẫn trước U19 nữ Việt Nam với tỷ số 2-0. Trong khoảng thời gian còn lại, U19 nữ Việt Nam chỉ ghi được một bàn gỡ do công của Linh Trang và chấp nhận giành huy chương bạc. U19 nữ Việt Nam thua 1-2 trước U19 nữ Thái Lan ở trận chung kết giải Đông Nam Á. Đánh giá kết quả giải đấu, huấn luyện viên trưởng Akira cho biết, lời đầu tiên tôi xin cảm ơn ban tổ chức, người dân Palembang đã hỗ trợ đội tuyển U19 nữ Việt Nam về mọi mặt trong thời gian diễn ra giải đấu. Về trận chung kết hôm nay, các cầu thủ U19 nữ Thái Lan đã chơi một trận đấu tuyệt vời và họ xứng đáng giành chiến thắng. Đội tuyển U19 nữ Việt Nam đã chơi tốt hôm nay, tiếc là chúng ta không thể chiến thắng. Đây là trách nhiệm của huấn luyện viên trưởng. Tiếp theo chúng tôi sẽ cố gắng nỗ lực cải thiện các cầu thủ để hướng tới mục tiêu tại vòng chung kết giải U20 nữ châu Á tại Uzbekistan. Tính đến trước trận chung kết, sau 3 trận đã đấu, U19 nữ Việt Nam ghi được 13 bàn thắng để thủng lưới một bàn. Trong khi đó, U19 nữ Thái Lan còn sở hữu thông số ấn tượng hơn khi cũng đã có 14 bàn thắng và mới chỉ để thủng lưới một bàn. Danh thị Kiều My đã được vinh danh với danh hiệu thủ môn xuất sắc nhất giải đấu. Kiều My nói, em vui khi nhận được giải thưởng nhưng cũng tiếc nuối khi không thể cùng đội vô địch. Chúng em đã nỗ lực hết sức ở trận đấu này, cảm ơn thầy cô trong ban huấn luyện đã cho em cơ hội được thi đấu.